Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Marketing Online Duy Anh Web. Và trong video ngày hôm nay, tiếp nối với chuỗi video chia sẻ về chủ đề kinh doanh online, thì video ngày hôm nay tôi sẽ giải đáp cho các bạn cách bán hàng trên Instagram, là khách hàng của bạn ở đâu và cách tiếp cận họ như thế nào. Thì cách bán hàng trên Instagram như thế nào và làm sao để bán hàng trên mạng xã hội Instagram hiệu quả. Ngoài kinh nghiệm tăng follow thì tìm kiếm khách hàng tiềm năng cũng là bước quan trọng giúp cho các bạn có thể chốt được nhiều đơn hàng hơn khi mà kinh doanh trên mạng xã hội này. Vì vậy thì tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Instagram như thế nào là một câu hỏi mà rất nhiều bạn đang thắc mắc. Thì sau đây tôi sẽ mang đến cho các bạn 7 cách bán hàng trên Instagram hiệu quả. Đầu tiên là bán hàng trên Instagram qua chính bạn bè của bạn. Việc trang của bạn có được lượng follow cao sẽ cực kỳ quan trọng. Nó là minh chứng cho thấy đơn hàng của bạn được nhiều người biết tới và tin tưởng. Trước tiên hãy tận dụng bạn bè và người thân của mình. Từ đó sẽ có cơ hội tiếp cận thêm những bạn bè của bạn bè và người thân. Không tốn kém gì, chỉ cần một chút thời gian là trang của các bạn đã có lượng theo dõi khá là ổn rồi. Vì Insta và Facebook có liên kết với nhau nên chỉ cần tạo xong một tài khoản Insta, lập tức là hệ thống sẽ gửi thông báo gợi ý tìm kiếm bạn bè từ tài khoản Facebook của bạn. Và chúng ta làm theo bằng cách nhấn follow là xong, hoặc là nhấn vào mục là tìm kiếm bạn bè trên Facebook, lại tại mục tùy chọn cũng cho kết quả tương tự. Và tiếp cận khách hàng qua danh bạ điện thoại. Bán hàng trên Instagram đừng bỏ qua bước này, vì Instagram cũng có liên kết với danh bạ điện thoại. Cũng tương tự như trên thì việc tiếp cận khách hàng qua danh bạ giúp cho các bạn không bỏ lỡ bất kỳ khách hàng nào. Bạn nhấn vào tìm kiếm bạn bè qua danh bạ trong phần tùy chọn, rồi bấm theo dõi tất cả những gợi ý đưa ra trong hệ thống là xong. Bán hàng trên Instagram cho những người đang theo dõi bạn bè của bạn. Khi bán hàng trên kênh Insta thì bạn hoàn toàn có thể vào xem danh sách người theo dõi của một tài khoản Insta nào đó dễ dàng. Do đó đây sẽ là hướng để bạn tăng thêm một lượng follow cho mình. Những người mà bạn đã theo dõi ở bước 1 và 2, bạn lọc ra từ một list khách hàng tiềm năng nhất. Tiếp theo là xem người theo dõi của họ, rồi nhấn follow cả. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Những người họ đã và đang theo dõi, lưu ý không nhấn bừa và phải xem họ có đang hoặc là sẽ có khả năng quan tâm tới sản phẩm của mình hay không. Giải pháp tăng lượt theo dõi thủ công rất là mất thời gian, bù lại sẽ đem về cho các bạn những lượt tương tác và hiệu quả bất ngờ, thực sự. Và có một số mẹo cho các bạn là các bạn hãy theo dõi những người nổi tiếng, họ sẽ có danh sách những người theo dõi cực khủng, nên chỉ kiếm một vài người như vậy là đủ, tiết kiệm được tối đa thời gian cho bạn rồi. Và tiếp cận khách hàng thông qua nút tìm kiếm. Bạn quan sát xuống về dưới thành Insta sẽ có 5 biểu tượng. Bạn nhấn vào cái biểu tượng của kính lúp, đó là biểu tượng tìm kiếm. Ngay sau đó thì trang chủ sẽ gửi tới bạn những bức ảnh ngẫu nhiên được các tài khoản trên khắp thế giới đăng tải. Nếu phạm vi quá rộng thì hãy nhấn cái biểu tượng hình người, tức là cái biểu tượng people, con người á. Và theo tên cụ thể sẽ trả cho bạn những cái ý tưởng, ý kiến mong muốn. Và tìm xong thì ấn follow là xong thôi. Các bạn có thể áp dụng cái cách bán hàng trên Insta bằng cách là dùng hashtag. Và trong một cái video là tôi làm, đó là bí quyết toàn tập để bán hàng trên Instagram, thì đã phân tích và chứng minh rõ cái vai trò của hashtag rồi. Và đây luôn là kênh tiếp thị khách hàng tối ưu nhất. Trong ô tìm kiếm thì bạn gõ từ khóa về sản phẩm hay là giới sở thích hay là giới tính hay là phong cách của khách hàng cần. Sau đó nhấn vào biểu tượng thăng và chọn đúng từ khóa mình muốn tìm. Hãy chọn những hashtag liên quan đến mặt hàng kinh doanh nhiều nhất. Và kết quả bạn sẽ có list những khách hàng quan tâm, yêu quý sản phẩm của bạn. Chẳng hạn như nếu bạn bán mỹ phẩm thì hãy tìm những cái hashtag mà các hãng mỹ phẩm nổi tiếng và nhiều người biết đến, như là Dior này hay là Innisfree. Nếu kinh doanh trang sức thì các bạn có thể hashtag như là lắc tay, lắc chân hay là khuyên tai hay dây chuyền. Đây là những cái hashtag bạn cần tìm. Ngoài ra thì các bạn tiếp cận khách hàng thông qua địa điểm. Dùng vị trí để tiếp cận khách hàng, nếu chưa thực hiện thử ngay thì
vì nó sẽ đem lại cho bạn món hơi và lượng khách hàng tiềm năng khá khá đó. Và hiện như Facebook, khi bạn đăng một tấm ảnh trên Insta, trang chủ sẽ hỏi bạn có muốn check-in hay còn gọi là đánh dấu địa điểm hay không. Thao tác tưởng chừng như để hoàn thành việc đăng ảnh này sẽ giúp để cho bạn tìm được những khách hàng ở gần cửa hàng bạn nhất. Và việc tìm kiếm địa điểm quá dễ, chỉ cần bạn nhấn vào biểu tượng địa điểm, chọn một vị trí nào gần với cửa hàng của bạn và nhấn vào tìm, sẽ đợi kết quả là xong thôi. Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ việc này thì hãy tham khảo vào cái video là hướng dẫn tạo địa điểm trên Insta ngay nhé. Hãy follow và tương tác với những khách hàng tiềm năng. Thực hiện follow, thường xuyên like và bình luận, biết được những hoạt động của khách hàng tiềm năng, vừa để khách luôn nhớ tới shop của bạn, giữ vững quan hệ và giúp bạn hiểu được nhu cầu của họ, từ đó thay đổi, thêm bớt và cải tiến sản phẩm sao cho phù hợp. Kiếm được khách hàng tiềm năng đã khó, giữ còn khó hơn. Bởi vậy thì hãy thường xuyên tương tác để họ có ấn tượng tốt và không thể quên bạn. Trên đây là 7 cách tiếp cận khách hàng giúp bạn bán hàng trên Instagram hiệu quả hơn. Và để tìm hiểu thêm về chủ đề bán hàng trên Insta thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh của Trung tâm Đào tạo Marketing Online GenWeb và nhấn vào chuông nhận thông báo để ngay khi chúng tôi update những video mới nhất, bạn có thể theo dõi ngay nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.